Rồi, mình sẽ ngó qua một chút xíu nhé các bạn. Lịch thi thử online sẽ có lịch như sau. Hầu như là tháng này mình sẽ chạy thi thử vào cuối tuần nha mọi người. Thời gian mở thi thử sẽ là từ 19 giờ tối thứ 6, được chưa ạ? Và đóng cổng thi thử sẽ là 23 giờ 59 phút ngày Chủ nhật. Tức nghĩa là các bạn sẽ có tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật để làm thi thử. Thì mọi người nhớ cố gắng sắp xếp thời gian cho hợp lý để mình thi nhá. Và mình sẽ có tổng cộng là 5 đợt thi thử tất cả, bắt đầu từ cuối tuần này rồi. Ok? Hay. Đến tầm này là bắt đầu thi thử rồi các bạn, mình sẽ cố gắng vào nhá. Chúng mình sẽ có 5 đợt và hầu như là cuối tuần thôi, tối thứ 6 đến hết ngày Chủ nhật, được chưa? Rồi ok. Đó, thì mọi người nhá, nhớ cố gắng vào thi thử nhá để xem trình độ của mình liệu đã ok chưa, mình còn cần phải thêm gì không. Rồi ok nào. Hãy, hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với series livestream 8 tuần. Hôm nay chúng mình sẽ là từ vựng chữ Hán ngữ pháp N2. Chắc chắn là 42 bạn đang xem này đều là học N2 rồi đúng không nào? Bắt đầu luôn nhá. Nào, kanji, bắt đầu với phần kanji rất dễ nào bạn ơi. Câu số 1, câu này N3 nha. Câu này mình tính là N3 thôi. Hãy, sono toji, rồi, toji no nana ni anmari nai. Rồi, chắc là đây tình trạng sau khi uống rượu đúng không? Oanh sàng 4 này, lực 4 này, trang 4, châu 4, câu này N3 đúng không? Nên các bạn thực ra là phần livestream mang tiếng là N2 thôi, nhưng các bạn đang học N3 cũng nên vào xem nhá, để mình có thể ăn trọn được man tên, được chưa? Ok, đáp án chính xác kiyoku amari nai, câu này dịch là gì ạ? Chúng mình đã nhìn thấy là không có chủ ngữ đúng không nào? Amari nai là không có mấy, không còn nhớ lắm, đúng không ạ? Rồi, tôi không còn mấy ký ức vào cái thời điểm đó, đúng không ạ? Có thể là lúc mình say rượu chẳng hạn, mình bị quên mất, đúng không? Đến lúc mà mình tỉnh, mình không còn có nhớ gì, đúng không ạ? Sẽ không còn nhớ gì mấy vào cái lúc đó, đấy chưa? Rồi, ok, câu này thì thôi, dễ quá nhá. Các đáp án khác thì mình sẽ cùng nhau nhìn một chút. Khi điêu cự thì không phải rồi. Cái chữ ức này mình chỉ có một âm đọc duy nhất là âm ô cự thôi nhá. Nó không có âm đọc là điêu cự, đấy chưa? Chữ này là ký, đọc là kỳ. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái từ vựng nữa là shirusu, chưa? Ok, quá dễ. À, kiroku, kiroku thì mình sẽ có từ này mang nghĩa là ghi chép hoặc là kỷ lục nhá. Ok, tsugi, niban, câu số 2. Hay, rồi, câu số 2 này nó sẽ hơi N2 một xíu rồi đúng không? Nó sẽ lai lai giữa N3 và N2 rồi. Ofuro no oyu wo hayaku nana ni hōhō wo oshiete kudasai. Rồi, rất nhanh, Hoàng sàng cho đáp án 2, Hiếu 2, Lực 2, Diệu sàng cho đáp án 2 và có dịch cho mình là xôi. Ok, Châu sàng cũng cho đáp án 2. Ai dịch cho mình câu này vậy ạ? Ofuro no oyu, oyu nhá. Oyu wo hayaku wakasu hōhō wo oshiete kudasai. Chính xác đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 2. Niban, wakasu, làm xôi, được chưa? Rồi, câu sẽ dịch là gì đấy ạ? Mình sẽ thấy cũng không có chủ ngữ thì mình sẽ dịch từ phía dưới lên, đúng không ạ? Hãy kudasai nè, hãy làm gì? Hãy chỉ tôi cái phương pháp làm sôi cái này, làm sôi nước ở trong bồn nhanh lên, đúng chưa ạ? Rồi, hãy đun sôi nước nóng của bồn, ok. Yakasu, fukasu hay là thukasu thì đấy là yakasu và fukasu thì mình không có rồi. Thukasu thì mình có chữ giải ha, chữ giải. Nhưng mà âm này cũng khá là ít sử dụng ha. Bài này thì hay đi với âm thổ cự hoặc là thổ kê được hơn ha. Thổ các sự nó cũng có nhưng mà ít khi dùng từ này ha. Rồi, tsugi, samba, câu số 3. Câu này ra cũng tính là thuộc khoảng N3 đấy nhá bạn. Đúng không? Và N2 nó chưa đến đoạn N2 ha, nó chỉ tầm N3 thôi. Hay. Hoàng cho đáp án số 2, hyoji. Hiếu chọn 2, toàn sang gana, ni ba. Rồi ok, oanh 2, châu hại hủ các bạn đều chọn 2 ha. Rồi biểu thị, dễ quá nhỉ. Ok, đáp án 2 nhá, hiểu gì, có ai dịch cho mình được câu này không ạ? Kakumeka wa shouhin ni genzaiyō no, genzaiyō no hyōji wo okonatte iru. Câu này sẽ dịch là gì đấy ạ? Chủ ngữ này bây giờ mình có quá rồi nhá, mình sẽ dịch từ đây đúng không? Xác định chủ ngữ ha. Meka, một từ vựng, nằm ở trong chương trình N2. Nhà sản xuất, đúng không? Khắc cự là các, là mỗi, đúng không ạ? Các nhà sản xuất làm gì nào? Đang tiến hành làm gì đây? Nếu các bạn dịch cái câu này là biểu thị thì nó hên, hiểu không? Câu này sẽ là gì? Đang tiến hành làm nhãn các bạn ạ. Nhãn nguyên liệu trên sản phẩm.
các cái tem nhãn ấy, các bạn mà mua những cái đồ mà kiểu đồ nước ngoài nó hay có các cái tem phụ đó, thì cái này nó cũng sẽ kiểu như vậy nhá. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau nhìn này. Âm này là âm biểu. Chữ biểu này thì chúng mình có âm là hiểu, được chưa ạ? Thỉnh thoảng nó cũng có thể biến âm là biểu trong từ học biểu thôi nhá. Âm cân của nó là arawasu nè, nên cái biểu này không chính xác, được chưa ạ? Cái hiểu si này nó cũng có, nhưng mà chữ si của nó thì không phải là chữ này, chữ thị này, mà chữ si của nó trong từ kami nè. Hay, được chưa ạ? Đó là cái bìa, bìa sách nhá. Rồi. Chữ G này thì nhớ chú ý mình có âm đọc là xì mê sự nữa nha. Và như ôn tập lại hết. Câu số 4 này mình sẽ tính nó là N2 nha. Rồi, từ này thì mình cũng đã học ở trong phần từ vựng hết rồi. Kanji rồi luôn á. Kanji học rồi đúng không nào? Rồi, đi thi đương nhiên là cũng không phải là Hyakupa Sento, đây là những câu khó đâu. 10 câu, 8-10 câu thì cũng phải có khoảng đến 2-3 câu là N3 đấy. Nó không khó đến thế đâu. Đó. Rồi, 海外 시장에 進出するために販売部門を拡充 Lộ đoàn mấy ạ? Ok, cường chọn 3, quy chọn 4, mai 4, oanh 4, lực 4. Từ này thì mình nghĩ là nó không quá khó đâu, chú ý mình nhá. Mình có từ này. Từ này là một từ vựng đã xuất hiện trong phần từ vựng của N2 rồi nhá. Trong phần từ vựng, được chưa? Nó sẽ mang nét là vươn ra các cái nước ngoài, thị trường nước ngoài, nó sẽ mang nét như vậy nhá. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Các bạn đều chọn cho mình đáp án số 4 đúng không? Rồi, ok, đáp án đúng sẽ là 4 nha. Nãy lộ quá trời. Kakuju nè, kakuju. 海外 시장에 進出するために販売部門を拡充した. Rồi, và có một bạn Phát Sằng và Tuấn Sằng đã comment cho mình nghĩa là mở rộng đúng không nào? Chính xác, bác này bản chất bác ấy là mở rộng. Được chưa ạ? Nhưng mà thường nó sẽ mở rộng mang nét nghĩa bóng nhá. Mở rộng liên quan đến thương hiệu, liên quan đến tổ chức thì dùng cái bác này. Được chưa? Câu này sẽ dịch là gì đấy ạ? Thà mê nhí. Để, đúng không nào? Có chung ngữ pháp đây rồi. Để vươn ra thị trường nước ngoài, đúng không ạ? Thì đã tăng cường bộ phận bán hàng. Hoặc có thể dịch ngược lại nhá. Đã tăng cường các bộ phận bán hàng để mở rộng thị trường ra nước ngoài. Được chưa ạ? Rồi, koju hay kakuju rất là dễ nhầm đúng không nào? Chữ này chữ sung nha. Chữ sung, nó khá là hay gặp trong cái từ jiu-jitsu. Kiểu mang nét là trọn vẹn ý nghĩa. Được chưa nào? Rồi, tsugi, goba, câu số 5. Ôi giời, câu này N3 nha. Thực ra mà nói thì chứ nếu mà nói về mặt kanji thì kanji này xuất hiện trong N2. Được chưa ạ? Còn thực ra về mặt nghĩa thì các bạn đã gặp khá là nhiều trong N3 rồi. Nên câu này nó sẽ hơi lai giữa hai bác N3 với N2 đúng không nào? Nanani Rồi, Phương Anh chọn đáp án 2, Quý Sàng chọn đáp án 2. Rồi, Châu chọn 2, Hiếu 2. Ngà ok, Ngà chọn đáp án 2 rồi này. Chính xác, đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 2. Ngoài cái này ra chả có cái gì nữa đúng không, đúng không? Rồi, các bạn cố gắng dịch cho mình câu nhá. Byouin de ishi no shindan o ukeru. Rồi, shindan là có, rồi chẩn đoán, chính xác. Rồi Hiếu và Phượng đều comment cho mình nghĩa là chẩn đoán. Vậy thì câu này sẽ dịch là không có chủ ngữ này, động từ sẽ là tôi, chủ ngữ là tôi đúng không? Động từ ukeru mang nghĩa là tiếp nhận ha. Tôi được cái gì ạ? Được cái sự nhận được cái sự chẩn đoán của bác sĩ đúng không? Ở bệnh viện, nếu mà câu này mình dịch theo kiểu thuần tiếng Việt là gì ạ? Tôi được bác sĩ khám cho ở viện, thế thôi nhá. Rồi nào, các đáp án khác chúng mình sẽ cùng nhìn vào đây. Chữ này cũng đọc là sinh, nhưng mà nó là chữ thân trong kiểu là thân thể, hoặc là âm đọc là mi, đúng không? Mi nhá, sinh hoặc là mi trong từ gì nhỉ? Xuất sinh nè, đúng không ạ? Rồi, chữ phía dưới thì nó khác nhau ở cái chữ này. Chữ này là chữ đàm. Trong cái từ sô đăng, của mẹ, sô đăng nhá, hoặc là dô đăng cũng là nó, đúng không ạ? Đây là đăng cả nhưng mà lại không có nghĩa. Rồi, chính xác đáp án 2. Câu này dễ quá. Rồi, các bạn, câu số 6. Câu số 6 này câu số 6 này tính ra là nó cũng ở khoảng N3, N2 thôi. N3 lại N2 thôi. Hả? Nó cũng không quá khó đúng không nào? Hãy nào, mời các bạn đáp án. Rồi, tớ Huy Hoàng chọn đáp án 2. Rồi, Vi chọn 2, Mai 2. Long chọn 2 và có dịch cho nghĩa là cân bằng bình đẳng rồi.
Thanh rằng 2, Thuận 2, Huyền 2. Rồi Thúy chọn 2. Ok, đáp án đúng nhé. Đi bảo. Chả còn các bạn nào khác hợp lý hơn đúng không? À rồi, cảm ơn Lan Sàng có comment giúp mình là A và B có độ lớn bằng nhau. Chính xác. Hay. Chủ ngữ là đây đúng không? Ê, tổ bì. À, có cái gì? Ukisa là kích thước độ lớn như nhau, bằng nhau. Hitoshi. Nè. Chữ này của mình là chữ đẳng. Đẳng trong từ bình đẳng. Biodo. Được chưa? Biodo. Bạn này sẽ có âm đọc là tô nữa nha. Rồi, ngoài ra thì có khi đúng không mình có thể đọc là nado. Cái này chắc là ít người biết ha. Ok, rồi. Các đáp án khác mình sẽ cùng nhau nhìn nhá. Chữ này mình cũng học rồi trong cái từ narabu. Đúng không? Xếp hàng, sắp xếp đúng không nào? Sắp xếp thì đúng hơn ha. Ngoài ra thì mình có âm đọc là nami. Hay, bạn nào mà hay ăn ở Sukiya là sao chắc sẽ biết nami mori xuất thường. Đúng chưa nào? À, phía dưới chữ này trong cái từ niru. Nghĩa là giống hoặc là ni, hay nói là niteiru đúng không nào? Ngoài ra thì mình có một cái âm đọc là ji nhưng mà khá là ít khi nhìn thấy âm này, nó trong cái từ ruiji hình á, hàng nhái. Nhá, cuối cùng thì chữ này trong từ kuraberu. Đấy, quá dễ rồi ha. Âm môn của nó là kuraberu. À, âm môn của nó sẽ là gì nhỉ? Âm môn của nó là hi nhá. Rồi, ok. Hay. Rồi, câu số 7, 7番. Mình có từ shu shu. Kate no gomi wa shu shu bi no asa 8 ji made ni kimereta basho ni dashite kudasai. Ok, Vi chọn đáp án số 1, Quý chọn 1 và Nghĩa là thu thập, Ngọc Sàng chọn đáp án số 1. Dễ ha. Nè. Câu này rất là tính thì bản chất nó cũng cái tầm N3 đấy. Nè, N3 đây. Không quá khó đến mức mà phải nói là N2 ha. Rồi ok, Ngọc 1, Lan 1, Lâm 1, Thanh Sàng chọn 1, Linh chọn 1. Rồi ok nào. Chủ ngữ nằm ở đây nhá, đáp án chính xác đáp án số 1. Không lừa được các bạn ha. Siêu siêu. Chữ này là trong chữ thu, liên quan đến thu vào đúng không? Chữ này là trong chữ tập, cũng mang nét như vậy. Thu vào, tập hợp, thu vào, gom vào, được chưa? Câu này sẽ dịch là gì đây ạ? Kate no gomi wa siêu siêu bi no asa no 8 ji made ni kimereta basho ni dashite kudasai. Rác, gia đình, được chưa? Thì nào, dịch giờ rồi nhá. Hãy vứt vào chỗ được quy định rồi, đúng không? Trước 8 giờ sáng ngày thu gom rác nhé. Đây sẽ là ngày thu gom, được chưa? Rồi ok, số 2 từ này cũng đọc là siêu siêu nhá, nhưng mà khá là ít nhìn thấy. Chữ này trong chữ tu, đúng không? Đây là chữ tập. Cái bác này thì mang nét là thực tập, đúng không ạ? Cái 2, 3, cái 3 với cái 4 thì nó không có nhá. Rồi, người làm cho mình câu số 8 nhá. Junan, cô ấy N2 nha. Hiếu 2, Thắng 2, Cúc chọn 2, Phương Anh 2, rồi Vi chọn 2, Mềm. Đáp án đúng của chúng mình chính xác đáp án số 2 nhá. Junan. Rồi, karada no junan sei o takameru tame ni wa mainichi stretchi wo shimashou. Stretchi một từ hơi lạ ha. Đây là vận động giãn cơ nhá mọi người, vận động giãn cơ. Vậy thì câu này mình sẽ có dịch là gì? Junan. Cái từ này là một cái từ mà ở trong N2 mình đã học rồi này. Junan nó sẽ là mềm dẻo, linh hoạt. Bác này thì bác có thể đi với nghĩa đen và nghĩa bóng đều được. Được chưa ạ? Thế câu này sẽ dịch là đây đúng không? Để nhá. Để nâng cao cái tính dẻo dai, linh hoạt của cơ thể. Đúng không? Thì hàng ngày tôi vận động giãn cơ. Được chưa ạ? Đấy, vận động giãn cơ. Hãy vận động giãn cơ. Để cơ thể được dẻo dai linh hoạt, đấy chứ nhỉ? Rồi các đáp án khác. Rồi các đáp án khác mình sẽ nhìn chữ này. Chữ này thì đọc là chữ you, you. Đúng nào? You trong you show. À, chiến thắng vô địch, được chưa? Âm cân là sukurede. Đó. Chữ nan thì biết rồi, phải bỏ nhá. Chữ này thì đọc là you. You, của mẹ viết hơi xấu ạ. Jiu này trong chữ tùng, phục tùng hoặc là trong cấu trúc ngữ pháp của bạn đã học đó là ni shitagatte, đúng không nào? Tuân theo. Cuối cùng là bác này thì đọc là juku. Juku, được chưa? Juku thì mang nghĩa là chín, hoặc là thành thục, thành thạo cái gì đó thì mình sẽ dùng chữ này nhá. Ok, âm đọc là đúng sẽ là đáp án 2 nha, Junan. Hay. Rồi. Đi qua một chút lại là lớp luyện đề VIP 500. Cái này chắc là mình cũng đã xem rất nhiều các thầy cô rồi đúng không?
Thì hiện tại là đang thời điểm vàng, các bạn còn một tháng nữa thi rồi thì đây là thời điểm vàng để các bạn luyện đề nha. Được chưa? Thời gian này nếu các bạn chịu khó làm đề thì nó sẽ là một cái thời gian bứt tốc giúp các bạn đạt được điểm số cao hơn ạ. Thế nên là Dũng Modi sẽ mở lớp luyện đề VIP 500 và người đứng lớp sẽ là các thầy cô rất là uy tín của bên Dũng Modi rồi, thầy Dũng, cô Thanh, đúng không, cô Hiền. Rồi và nội dung thì chúng mình sẽ có làm những cái bài thi thật, để chọn những cái bài thi cũ để làm gì, để mình sẽ có phương pháp chọn đáp án và luyện tập kỹ năng. Mục tiêu là tăng 20 đến 30 điểm nhá. Và nhớ gọn nè, thời gian học 19 giờ đến 21 giờ giờ Việt Nam, lớp 246 khai giảng vào mùng 10 tháng 6. Khai giảng chưa nhỉ? Sắp rồi đấy các bạn, cuối tuần này thôi, được chưa ạ? Rồi, tiền học thì mình nghĩ là nó không quá đắt với các bạn, 1.090.000. Với các bạn ở bên Nhật thì nó chỉ bằng với một ngày làm mọi người thôi. Đó, mà mình sẽ thu lại được nhiều cái hơn, đúng không nào? Rồi và đương nhiên là kèm bộ quà tặng nhá, một quà tặng ebook và khóa luyện đề online cộng với không đỗ được học lại miễn phí. Ok. Rồi, sẽ tiếp tục đến với phần hãy từ vựng nhá. Rồi, từ vựng N2. Rồi, Liên Sàng đáp án 3, Lan đáp án 3, Vi 3, Thúy 3, Mai chọn 3, Tiến Thành chọn 3. Kế hoạch đã thất bại là do trách nhiệm của tôi với tư cách là một lãnh đạo. Ok, chính xác đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 3 nhá. Đọc là Siki Nhìn. Siki Nhìn nè. Cái này thì quá quen thuộc rồi, từ này ở N3 các bạn học rồi, đúng nào? Cấu trúc ngữ pháp có không nhỉ? Mình sẽ dịch từ đây ha. Nổ ạ. Rồi. Việc mà, chính xác nhỏ nhá. Kế hoạch này thất bại là trách nhiệm của tôi, một người làm đi đà là lãnh đạo, đúng không? Trách nhiệm của tôi, một lãnh đạo. Rồi ok, chính xác người leader, rồi cũng được các bạn. Rồi các đáp án khác thì cảm ơn mọi người đã comment giúp mình rồi. Chữ số 1 mình có từ này là ghi mự. Mang nghĩa là nghĩa vụ, đúng không? Công dân phải có nghĩa vụ đóng thuế. Đó, nó mang nghĩa là nghĩa vụ. Rồi, chữ này là xây cọ. Thì chính xác như các bạn đã nói là thành quả, đơn giản vậy thôi. Và cuối cùng chúng mình có từ này là ninh mự. Nhiệm vụ nha mọi người, chính xác. Một cái gì đó bắt buộc mang tính phải làm, đó là nhiệm vụ. Câu số 10 nào. Câu số 10. Câu này khá là dễ. Câu này ra mình cũng tính nó chỉ ở tầm N3 thôi. Vì N3 mình đã học cái từ này rồi thì sao ấy. Mình nhớ cái dạng từ này là N3 mình đã có rồi này. Rồi, anh Sàng cho đáp án số 1. Nhật Sàng chọn 1. Ikura hisogashiku te mo nanani nichiyobi kurai wa yasumi tai. Rồi. Cho dù bận rộn như thế nào thì ít ra muốn nghỉ ngày chủ nhật. Ê, đúng rồi, gì nữa nhỉ? Đáp án đây rồi. Rồi, Xuân Sàng là tối dịch là đáp án 1 tối thiểu này. Trần Sàng 1, Vi chọn 1. Rồi, Thắng Sàng chọn 1. Cái này các bạn mà đã học N3, N2 mà chắc chắc rồi thì sẽ biết từ này đúng không? Đáp án chính xác là đáp án số 1 nhé. Semete, ít nhất. Ít nhất là, rồi ok. Isogashiku te mo cho dù, đúng không nào? Ikura isogashiku te mo cho dù bận rộn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng muốn nghỉ, đúng không? Ít nhất là ngày chủ nhật. Rồi, mình có cái từ kurai. Kurai này thì nó sẽ có cái nghĩa là gì? Bác kurai này, bác cũng là một trong các ngữ pháp ở N3. Nó mang nghĩa là đến mức này, đúng chưa ạ? Ngoài ra nó còn mang nét là hạ thấp nhá. Chỉ hoặc là tối thiểu là. Được chưa? Rồi, nên đáp án đúng sẽ là semete này, tối thiểu. Các đáp án khác nào mọi người? Rồi, giặt tộ mình có nghĩa là cuối cùng thì, được chưa? Giặt tộ là cuối cùng. Các cái gần gần với nó thì mình sẽ có một số từ như là tsui nhi hay là tô tô, đúng không? Hay là yoyaku. Né. Bốn bác này thì đều gì là cuối cùng thì, được chưa? Rồi, nhớ nhá, nhớ cái kiểu của nó, có một năm nó ra cái hàng tsui nhi rồi đấy ạ. Nha. Rồi tiếp theo là kikko. Kikko thì khá là quen rồi, N3 các bạn đã học rồi. Kikko nó có hai kiểu, một nghĩa là kiểu phó từ. Kiểu kikko atsui nè, khá là, tương đối là, đúng không ạ? Ngoài ra còn một kiểu mình học ở N4, đúng không ạ? Kikko desu. Không, tôi đủ rồi, mang hàm ý là từ chối nhá. Rồi và cuối cùng thì chúng mình ơ cảm ơn. Rồi, hai là cuối cùng, ba là không cần. Cái số 4 à, cái số 4 thì nó hơi N2 rồi đúng không? Doyara, nó có hai nét nghĩa. Một là nó mang nghĩa là có vẻ, có lẽ. Nó hay đi với những cái đuôi như là yo hay là rashi này. Được chưa? Nghĩa số 2 thì nó bằng với bằng cách nào đó, đúng không? Nantoka. Được chưa? Rồi. Nha. Ừ. Hai. Rồi. Siki, câu số 11. Jujiba. Câu này thì N2. Vì nói chung là từ vựng này nó là từ vựng N2, đúng không? Né.
Yamaguchi-san mo nanani ni tsukutte ita. Hay, Nhật Sang chọn 4 này, Kha 4, Ly Sang chọn 4, rồi Hương chọn 4. Rồi ok, Vi Đinh dịch là nghiêm túc. Rồi, Tường Vi cũng dịch cho mình là nghiêm túc. Long dịch là nghiêm khắc. Nghiêm khắc. Chắc là chỉ dừng mức nghiêm túc thôi ha. Rồi, chỉnh chu nghiêm túc đấy, nghiêm chỉnh. Ok, Kiên ok nha. Rồi, bác này đọc là gì? Đang hỏi đọc là gì? Đọc nghĩa không? Đấy, shinken, được chưa ạ? Shinken. Rồi, còn nghĩa thì các bạn đều đọc đúng rồi. Đó chính là chỉnh chu, nghiêm túc, nghiêm chỉnh, đúng không ạ? Rồi, N2, Ly đang học N2 ạ? À? Ok. À, rồi, vậy nên đáp án đúng của chúng mình sẽ là dòng bằng nè, majime ni. Không lừa bạn rồi. Chủ ngữ đây nhá. Yamaguchi sao mô shinken ni tsukutte ita, đúng không? Anh Yamaguchi cũng đang làm một cách rất là nghiêm túc, nghiêm chỉnh ha. Rồi các đáp án khác thì không có gì hết vì nó rất dễ. Jōzu ni là giỏi này, đúng không? Jiyū ni là tự do này. Sekkyoku teki ni đọc được không đấy? Sekkyoku nhá. Teki tranh thủ bạn nào N3 thì từ này là N3 nha. Từ này N3 nhá. Tích cực, để chạy một cách tích cực. Rồi ok, tiếp câu số 12, Juni bảo. Rồi, câu này cũng là tính ở N2 nha bạn. Và có một năm đã thi từ này rồi, trong phần từ đồng nghĩa luôn. Nhá, rồi xem ạ, ăn mấy đấy ạ? Thắng chọn 1, rồi Vi chọn 3. Thế là 1 hay 3 đấy các bạn. 1 hay 3 đây. Rồi Mai chọn 1, Vinh chọn 3, Dung chọn 3. Các bạn đang có sự phân vân giữa 1 với 3 đúng không? 2 cái 4, 1, 2 với 4 không ai chọn này ha. Hay, khá là nhiều bạn sai câu này nhá. Câu này đọc là Bisso, đúng không ạ? Bisso nó sẽ mang nghĩa là loạn lạc. Nhá, loạn lạc. Chủ ngữ nằm ở đây. Ima no yu no naka wa bisso ni natte kimashita, đúng không? Thời gian hiện tại đúng không? Đang trở nên loạn lạc. Loạn lạc này nó mang nghĩa là không yên ổn nhá, nguy hiểm, không yên ổn. Nên nó sẽ bằng với từ sam bằng này, kiken, được chưa ạ? Nguy hiểm. Rồi, chúc mừng các bạn đã chọn đáp án số 3. Tại sao các bạn lại chọn đáp án 1 thì chắc là bị lừa bởi cái từ này đúng không? Chữ này là chữ tao, bình thường đọc là sozoshi, mang nghĩa là ồn ào. Mà thỉnh thoảng nó cũng là rất là nhiều từ vựng đi với từ này mang nghĩa là ồn ào đúng không? Nhưng mà riêng bác này phải chú ý cho mình nhá. Rất là nhiều người bị lừa câu này rồi. Nó sẽ không phải ồn ào mà nó là loạn lạc không yên, được chưa ạ? Nên đáp án nó sẽ là samba. Đấy. Urusai là ồn ào nhá. Bên đi tiện lợi ijo. Rồi, chữ này cũng cần là một cái từ mình phải chú ý giúp mình này. Một năm nó cũng ra nó rồi ạ. Ijo tức nghĩa là dị thường, khác thường, đúng không? Không như bình thường. Ví dụ như là bình thường là khoảng nóng tầm khoảng 39 độ là đã quá cao rồi, nhưng mà năm nay vượt mức là tận 44 độ chẳng hạn. Năm nay nắng nóng bất thường, được chưa ạ? Sẽ dùng từ này nhá. Rồi ok. Rồi tiếp theo, câu số 13, tempo. Nè. Từ vựng này cũng là một từ vựng xuất hiện đến hai lần rồi nhá bạn, hai lần trong đề thi thật rồi. Kichinto tempo awasete kudasai. Hay nào. Rồi, Oanh chọn 4, Ly chọn 4, Kha chọn 4, Vi 4, Thúy 4. Rồi, ok. 4. Rồi, đáp án đúng chính xác. Đáp án số 4 nhá bạn. Hayasa. Rồi, không có ai lừa các bạn hết. Hãy. Kichin to tempo awasete kudasai. Hãy làm sao để điều chỉnh cho cái tốc độ phù hợp. Được chưa ạ? Rồi, hãy. Ok, đều chính xác hết ạ. Nagasa là độ dài nhá. Takasa là độ cao nè. Okisa là độ lớn kích thước nha, dễ quá trời. Rồi, Jiu Yong ba, mình có từ togatte. Quy sản cho đáp án số 2 với câu số 14. Khổ gì đây ạ? Hosoku natte. Anh chọn 2. Vi chọn 2, gầy. Chiều sang chọn đáp án 2. Rồi, cái từ togaru này thì này, ok cảm ơn Oanh, có comment giúp mình rồi này. Togaru chính xác như Oanh dịch nó sẽ là nhọn nhá. Rồi, nhọn. Cái từ togaru này là một từ vựng xuất hiện trong phần động từ. Bên Zumori cũng có rồi. Nếu các bạn đang học khóa VIP hoặc là khóa offline, khóa online ở đây sẽ thấy là có từ này rồi nhá. Rồi ok. Đáp án 2 nha. Vừa nãy có bạn comment thì đúng rồi, nó là sắc nhọn. Nên đáp án đúng sẽ là Niban ne. Hosoku natte. Kono dogu wa saki ga togatte iru.
chủ ngữ nằm ở đây đúng không? Cái dụng cụ này, saki này đừng dịch là trước nhá, mà sẽ là cái phần mũi, đúng không? Cái mũi nó rất là sắc nhọn nhá, nên nó sẽ bằng với tờ hosoku natte. Nó là kiểu gầy, thon, thon dài, dùng cái chữ này. Yawarakai thì sẽ là mềm này. Kataku natte là cứng này. Và cuối cùng là futoku natte là béo, đúng không nào? Rồi ok, cảm ơn Vi sao. Hai, tsugi, 15番. Rồi, sang một phần mà các bạn đều thích. Ngữ pháp. Ngữ pháp N2. Hai. Nhưng mà mình nhớ, mình theo quảng quan của mình thì bài ngữ pháp này khá là dễ. Mong là không ai sai nhé, các bạn mong là man tên cho bài này. Hi gì đấy ạ? Yasumi no hi nana ni hiru sui made neteru no wa yoku nai to omou. Nếu các bạn đã xem livestream khoảng 1-2 buổi trước mình live rồi thì cái cấu trúc này mình đã nói đi nói lại khá nhiều lần rồi. Và cũng có đưa ra ví dụ cho mọi người rồi. Mong là mọi người đều đúng. Rồi. Vi sang chọn đáp án số 4. Rồi, Ly chọn đáp án số 3. Quy chọn đáp án 4. Vụ oanh sàng chọn 3. Lan chọn 4. Rồi, anh sàng chọn 4. Dù nó là ngày nghỉ thì việc ngủ đến trưa tôi nghĩ cũng là không tốt. Rồi, vậy thì rõ ràng nếu các bạn đã theo dõi những cái phiên livestream trước rồi, bạn sẽ thấy là cái cấu trúc này đã xuất hiện khoảng 2 lần rồi và mình đã có nói cả cách dùng, hai cách dùng của nó rồi. Đúng không? Và khi các bạn thấy là cái câu ví dụ ấy, thì nó cũng chỉ tương tự như vậy thôi. Đổ vào câu nào nó cũng vậy ạ. Đáp án chính xác, đáp án đúng sẽ là số 4 nhé. Dakara tuite, dẫu nói là. Rồi, nhìn vào đây nhá. Nishite wa ban demo, cho dù. Đúng không? Nhưng mà nishite wa tại sao lại không phải đáp án đúng ở đây? Thì nó sẽ là hai mặt trái nhau. Hiểu không ạ? A nishite wa B. Tức nghĩa là khi nhắc đến vấn đề A này, mình sẽ có một cái tưởng tượng gì đó đúng không? Và cái B đó lại là một hiện thực khác hoàn toàn với cái tưởng tượng thì mình mới dùng là nishite wa. Ví dụ như là mặc dù anh ấy là người mới, thế nhưng mà anh ấy lại chơi rất giỏi chẳng hạn. Đó, đúng không? Thì rất là nhắc đến người mới thì tưởng tượng mình người ta phải là một cái nghiệp dư. Thế nhưng thực tế là anh ta lại chơi giỏi. Đó, nó phải trái nhau như vậy nhá thì mới dùng được nishite wa. Còn cái câu số 4 này là nhắc rồi này, được chưa nào? Câu này mình còn nói rồi, một là nó đi với phủ định một phần. Cho dù nói là người Nhật đi chăng nữa thì không hẳn ai cũng ăn được sushi, được chưa? Ngoài ra nó còn mang nét khuyên bảo giống hết câu này. Dẫu nói là lạnh, là nóng đi chăng nữa thế nhưng ngày nào cũng uống nước lạnh thì không tốt cho cơ thể đâu. Nó nói còn gì nữa, đúng không nào? Thế câu sẽ dịch là gì ạ? Tôi nghĩ rằng chính xác nằm ở đây nhá. Dẫu nói là ngày nghỉ đi chăng nữa đúng không? Thì việc này, đây nhá, nhớ không? Việc ngủ đến tận quá trưa thì cũng không tốt đâu. Đây là dạng kiểu khuyên bảo, đúng không nào? Đã cả là tôi tên ấy. Rồi, các đáp án khác nào? Hai, các đáp án khác thì không có ai chọn đáp án số 1 rồi. Số 1 mình có hai nét nghĩa nhỉ? Chẳng những mà. Chẳng những mà ngược lại, được chưa ạ? Tôi đang ăn kiêng nhưng chẳng những không gầy đi mà ngược lại còn béo lên. Đó là cái nét thứ nhất. Nét số 2 thì nó sẽ là chẳng những mà còn hoặc là mà ngay cả. Bộ phim hoạt hình này chẳng những trẻ con mà ngay cả người lớn cũng rất yêu thích. Rồi ok, được chưa? Hai nét nghĩa của nó nha. Nhớ trong đầu đấy ạ. Rồi, tiếp theo này. Khả tùy yếu tộ thì vừa nãy Vi có dịch cho mình là xét từ phương diện thì nó không phải cái này. Xét từ phương diện thì phải có gì ạ? À, cà đà, đúng không? Ừ. Có một cái cà là cà tối tê thôi. Cà tối yêu tộ hoặc là cà tố y ế bạ. Được chưa? Dịch sẽ là nếu nói là thì đằng sau nó sẽ mang nét phủ định một phần hoặc là không đạt đến mức như vậy. Ví dụ như nhá, cô ấy nấu bánh rất ngon. Thế nhưng mà gì? Nếu nói là thích thì cũng không đến mức như vậy. Nếu nói là thích đồ ngọt thì cũng không đến mức như vậy, đúng không ạ? Amai mono ga suki na no ka to iu to sou demo nai nhá. Ok. Rồi, hai câu 15 đầu tiên ra đi khá khá rồi. Rồi câu số 16, câu này rất rất dễ, chắc chắn là dễ luôn. Rồi, mà dù đây là một ngữ pháp xuất hiện ở trong chương trình N2, thế nhưng mà ở đề thi N3 thỉnh thoảng nó cũng cho ra nhé. Được chưa ạ? Ít thôi. À. Nào, câu số 16 chắc bạn chọn được rồi đúng không? Xuân sàng cho đáp án số 4.
Rồi, Phương Anh chọn 4, Trân Pi chọn 4, Mai chọn 4, Khanh chọn 4. Cấu trúc gì đây? Hồng Phúc chọn đáp án số 4. Ok. Ai rồi, cảm ơn Long Sàng. Nó mố bà mố. Rồi, được chưa ạ? Cả A thì cũng mà B thì cũng gì đó. Đúng không? Vừa A vừa B. Đáp án đúng sẽ là gì ông bằng nhé? Nhìn thấy mố chưa? Mố. Rồi. Mố. Được chưa ạ? Thế nên lúc mà dạy ngữ pháp này mình bảo không cần phải nhớ nhiều. Nhớ cho mình là mố, bà, mố là được. Có mố, có bà thì đằng sau sẽ là mố. Hai mố ở đầu thì giữa là bà. Vậy thôi, không cần phải nhớ nhiều về nó nhá. Ok. Được chưa ạ? Nhớ luôn trong đầu nhá. Mộ bà mộ. Ok, cảm ơn các bạn. Để chọn đáp án số 4. Câu này đơn giản thôi ạ. Kanojo wa uta mo utaeba fashion model model mo shiteru. Cô ấy thì vừa là ca sĩ mà cũng vừa là một gì ạ? Một cái người mẫu thời trang. Đúng chưa nào? Né, mộ bà mộ nhớ nhá. Còn những cái này thì tố này hay là tà ra hay là tê mộ thì nó không phải là dạng cấu trúc ngữ pháp rồi. Đúng chưa? Hay, cái này thì ngoài ra nó cũng có thể nói về những cái sự việc song song. Ví dụ như là trong công viên có người đang đọc báo, cũng có người đang chạy bộ, cũng sử dụng được nhá các bạn. Rồi ok, chú ý câu số 17. Yamamoto Kyoju no shido no nana ni gakusei tachi wa genkyu wo tsuzuketa. Hay. Yamamoto no Kyoju no shido nha, shido. Hướng dẫn chỉ đạo. Rồi. À, cảm ơn Vi, nhờ dưới sự chỉ báo. Rồi, Thiên chọn 2, Diễm chọn 2, hay Bara Ai chọn 2, Phúc 2, Phang Sản chọn đáp án 2. Rồi, dễ quá, thật sự đấy các bạn, dễ quá. Rồi, ok, dưới sự gì đó, theo như Toàn Vũ chọn đáp án 2. Rồi, đáp án đúng của chúng mình chính xác đáp án số 2 nhá. No moto de. Được chưa ạ? Danh từ no moto de, hoặc có thể là moto nhí, có thể là nhí nhá. Cũng vẫn là nó. Còn những cái như là mô tô ố này, gá này, hay là tố thì nó không có. Nó chỉ đơn giản là sai cái dạng ngữ pháp thôi. Rồi, và cảm ơn Vi Sàng đã dịch cho mình, nó là dưới. Này nó sẽ hiểu dưới sự chỉ đạo, sự ảnh hưởng của sự chi phối của ai đó, được chưa ạ? Câu sẽ dịch là gì nhỉ? Chủ ngữ nằm ở đây, đúng không? Cứ say ta chỉ vì có quá đấy nhá. Đúng không ạ? Các bạn học sinh đã tiếp tục nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của giảng viên Yamamoto. Ok, được chưa? Đó, thì cái bác Moto đấy này thì có những cái lúc mà người ta sẽ có những cái từ rõ ràng như thế này. Hoặc có những cái lúc nó cũng không cần từ này mà chỉ có người thôi. Như tôi đang làm việc dưới quyền của anh Bucho Tanaka chẳng hạn. Tanaka Bucho no Moto de hataraite imasu. Cũng được nha các bạn. Rồi, hãy cảm ơn Long Sảng. Hãy, tiki 18番. すいません、ペンケースを忘れたのでボールペンの7に。Câu này. Câu này N4 nha bạn. Nó không phải N3, N2 cơ. N4. Rồi, nhưng chưa chắc các bạn làm N2 đúng hết đâu. Xem nào, đáp án mấy đấy ạ? Thiên chọn 2, Duyên chọn 2, Ngọc chọn 1. Ôi, có người chọn 1 đây này. Phương chọn 2. Ly quay xe chọn đáp án 1. Phương Anh chọn 2. Rồi, ok. Thái Toàn chọn 2. Rồi, câu hỏi đó là xin lỗi cậu cho tớ mượn bút được không? Đúng không nào? Đây là một câu dạng nhờ vả nhé. Câu nhờ vả. Rồi, thì bây giờ đầu tiên các bạn phải xem cho mình là động từ. Động từ là động từ kashimasu hay là karimasu các bạn? Quay xe 1. Quá trời. Đấy, N4. N4 vẫn còn ra đi đấy mọi người nhá. Mình đừng có không nghĩ nó dễ ở đâu. Thứ nhất này, các bạn sẽ hay rất là dễ nhầm là kashimasu và karimasu. Các bạn hiểu nhá, itadakimasu là nhận hành động đúng không ạ? Nhận hành động này, hành động V này. Nhận hành động cho mượn hay nhận hành động mượn. Nếu các bạn sử dụng với động từ karimasu thì ý nó sẽ hiểu là anh chị mượn giúp tôi có được không? Hiểu chưa ạ? Nhớ. Ví dụ như là bảo với A, bảo với bạn bên cạnh là: này, tớ không mang đồng hồ, cậu cũng không có, thì cậu mượn bạn B giúp tớ có được không? Thì nó sẽ là động từ này. Còn cậu cho tớ mượn có được không? Nó phải là động từ kashimasu nhé. Nên các bạn sẽ đi ngay đáp án 3 và đáp án 4. Thậm chí đáp án 4 là đuôi nó cũng sai luôn. Đúng rồi, cảm ơn ạ, cảm ơn Pi Sẵn. Vậy thì nào, nhìn lại đuôi.
Te kudasai masen ka? Hay là te itadaki masen ka? Đi học ngày xưa N4 bài số 26 te itadaki masen ka nhá. Được chưa? Nếu nó là ke thì mới đúng, còn ki nó không có dạng này nha mọi người. Nên đáp án đúng trong câu này là đáp án số 1. Đáp án 1 nha mọi người, đáp án 1. Rồi, cố gắng là không bao giờ để sai những câu như này nhá bạn, vì nó rất dễ. Ok, quá trời quay xe luôn. Rồi, câu số 19. Rồi, câu 19 nào. Dấu sao. Rồi, câu này ngữ pháp của mình sẽ là ngữ pháp trong chương trình N2 các bạn đã học rồi nha. Đáp án mấy đây ạ? Với những cái dạng như thế này thì ra bài sao hiện tại là mình thấy các bạn đang hơi yếu phần này. Thì bước đầu tiên mình sẽ đọc câu và các đáp án và mình sẽ bắt đầu hình dung cho mình câu hoàn chỉnh nhá. Câu có nghĩa cho những cái từ vựng này. Bước số 2 là mình sẽ xếp sao cho nó hợp lý theo đúng những cái mẫu cấu trúc ngữ pháp. Đúng không? Phát hiện cấu trúc ngữ pháp. Được chưa ạ? Sau đó cuối cùng là mình sẽ lượt lại thêm lần nữa. Xem là nó đã hợp lý hay chưa? Về nghĩa đúng chưa? Về sắp xếp ok chưa? Được chưa ạ? Đấy là những cái cách để là các bạn làm cái bài dấu sao là chính xác. Rồi ok, các bạn đều đang chọn đáp án là 1, 2, 3, 4. Cấu trúc ngữ pháp xuất hiện đây là Hoài Nam 2, 3, 4, 1. Mình viết ở đây nha. Nam là 2, 3, 4, 1 ạ. Đúng không ta? Rồi cảm ơn Long Sàng. Ngọc mẫu cấu trúc ngữ pháp chính xác. Một cấu trúc đà kê tê đi với danh từ nhá. Quả nhiên là, quả là. Và về sau thường nó sẽ đi với dạng khen ngợi đúng không? Quả là một khách sạn 5 sao nên là ngay từ cái cổng vào trông nó đã gì dạng nó rất là khác rồi, là cái dịch vụ rất là tuyệt vời chẳng hạn đó. Rồi ok, 2, 3, 1, 4. Làm sao mà xem môn tên đi với cà phê được các bạn ơi? Đúng không? Chọn từ gá mà. Xem môn tên có phải là cà phê không mà bạn chọn vào đây? Đúng chưa? Rồi nên đáp án chính xác nhìn sẽ như vậy nhá. Đá kia T đi với danh từ ở đây thì chỉ có mỗi cái 2 với cái 3 đi với nhau thôi. Tiếp theo nhìn vào động từ này, động từ bán, động từ xem môn tên gá chỉ đi với động từ bán thôi. Một vào đây nha. Hâm bài suru kohi đá kia T. Thầy mô chưa? Kaori mo aji mo saiko da. Rồi cảm ơn Thắng có gì cho mình và Lan gì cho mình rồi ạ. Chính xác. Quả nhiên là, đây nhá, quả nhiên là cà phê mà đang được cái cửa hàng gì đấy ạ? Cái cả cửa hàng chuyên môn bán. Thế nên là cả về mùi hương, cả về hương vị đều rất là tuyệt vời nhá. Rồi đáp án 1, 2, 3, 4. Rồi chính xác, cảm ơn các bạn. Hai, được chưa? Còn nếu các bạn xếp là 2, 3, 1, 4 hay là 2, 3, 4, 1 thì nó sẽ bị bứt scale về mặt nghĩa. Nghĩa nó sẽ không hợp lý nhá. Rồi, tiếp theo câu cuối cùng nào. Câu số 20. Mình đã có hai cấu trúc ngữ pháp ở đây nhỉ. Rồi, Lan 1432, Diễm giống vậy, Oanh Sàng cũng thế, Bảo Long cũng là 1432. Vì 1432 nào. Xác định giúp mình, những bạn đã làm được rồi nha. Xác định giúp mình cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong câu này là gì. À ok, cảm ơn Phương Anh, chính xác. Mình đang có số 1, nó là cấu trúc khoan nói đến, khoan bàn tới. Đằng trước nó sẽ đi với danh từ nhá. Về A là cũng là một cái quan trọng đây, nhưng mà khoan nói đến cái đó đúng không? Mà cái người ta đang muốn nói đến là về B đằng sau. Đây sẽ là về quan trọng ở phía sau. Đó ok. Hai rồi. Ai chà. Nhìn không hiểu chi. Ngoài ra rồi, cảm ơn Vi. Mình đã xuất hiện từ một mẫu cấu trúc ngữ pháp đối với. Nhưng mà nhìn này, nó là nhì tai sư rự nhá. Nhì tai sư rự thì hai đầu của nó sẽ là danh từ. Được chưa ạ? Cái gì đối với cái này? Được chưa? Rồi, nên đáp án nó sẽ là gì đây ạ? Rồi, kare wa sai no. Thì không đi với thái độ, không đi với shigoto. Mà nếu các bạn chọn nhì tai sư rự vào đây thì nó không có nghĩa, không ghép được nghĩa. Nên sẽ là sai no wa tomokaku. Được chưa ạ? Nhĩ tai sư rự thì nhìn quá rõ rồi, thái độ đối với công việc. Vậy thì công việc nó sẽ ở trước, đúng không? Và thái độ nó sẽ ở sau. Đấy, thái độ đối với công việc nên sẽ là gì ạ? Shigoto nhĩ tai sư rự thái độ ga majime da to wa omoe nai. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã dịch cho mình khoan bàn đến tài năng. Chính xác. Anh ấy khoan bàn tới tài năng mà tôi thấy là cái gì?
cái thái độ đối với công việc thì không thể thấy là anh ấy đang rất là nghiêm túc được, đúng không? Khoan bạn, tới tài năng thì ok, có thể giỏi đi chăng nữa, nhưng mà cái thái độ với công việc của anh ta thì vẫn chưa nghiêm túc nhá. Ok, chính xác rồi, không ai sai hết. Đáp án 1, 4, 3, 2. Hãy và cuối cùng chúng mình sẽ đi cùng với phần cuối cùng ạ, học tiếng Nhật qua danh ngôn. Nào, câu sẽ dịch là gì các bạn? 諦めることは簡単ですが、諦めて得られるものは後悔だけです. À, mình đã có hai vế đúng không? Chủ ngữ vế 1, chủ ngữ vế 2. Nào, câu sẽ dịch là gì đấy? 諦めることは簡単ですが, đúng không ạ? Ôi, nhanh thế trời. Rồi, việc từ bỏ thì rất là đơn giản. Thế nhưng mà cái thứ mà mình nhận được sau khi mình từ bỏ đấy thì chỉ là sự hối hận mà thôi. Đó, nên là không bao giờ là muộn nha bạn. Rồi, cái bỏ cuộc thì dễ dàng, nhưng mà sự bỏ cuộc. Nhưng bỏ cuộc rồi thì thứ nhận lại được chỉ là sự hối hận mà thôi. Đó, nên là các bạn nhá, hãy cố gắng cho kỳ thi tới này, đừng bỏ cuộc nhá. Ok, hai, Wadimashio. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần live vào tuần sau nhá. Bye bye. Hai, sukaresama deshita.